là con nói trong vòng 6 tháng anh cưới em. Cái vợ con cũng ừ nữa. Sau này con hỏi vợ con, ừ thì ông vợ con đúng đó. Vợ con nó nói là có. Má thằng này khùng dữ. Em muốn vô phòng anh, em ngồi em nằm nghỉ được không? Xong anh Phần cứ cản con không cho con vô. Đừng đừng em đừng vô. Nhưng mà em năn nỉ mãi mà mở phòng ra hết hồn. Thì con chọc lại mà con canh là những lúc mà con gần rồi đó rồi con ém. Tự dưng đắp nguyên cái mền. Con ém bắt đầu con hai cái bộ con đắp mền là chính là hết vợ con tưởng gì rồi. Ôm rồi vô bước phát giữ cái mền lại. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Trời ơi, nam thần của màn ảnh Việt. Nam thần, em còn tâm là nó đẹp thiệt luôn á. Nam thần của màn ảnh Việt, trời ơi. Lâu lắm rồi mới gặp lại em luôn á. Dạ, chào anh, chào cô. Dạ, vợ chồng em xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Xin tự giới thiệu mình là Ngọc Thuận, là diễn viên, bây giờ cũng là đầu bếp. Còn đây là vợ của Thuận. Con tên là Bích Ngọc. Lại con đang có kinh doanh trên một cái mạng gọi là TikTok ạ. Dạ đúng. Bây giờ cô biết tại sao mà con có thể lấy vợ mà thần tốc như vậy luôn. Con nói thiệt với cô luôn nha, con vừa gặp vợ con thôi. Con cũng quen mà con không có xác định là rõ ràng với ai hết trơn á. Với con cũng nghĩ là chắc con không lấy vợ đâu, con chỉ là quen rồi giống như cuộc sống mình cái thời gian đó mình gặp ai thì mình giống như mình cứ đi vậy thôi, mình cứ tập trung làm việc, lo cho cuộc sống, lo cho gia đình. Giống như nó là vậy thôi. Ừ. Đó là cơ duyên đầu tiên mà con gặp vợ con đúng không? Dạ, là ở đâu? Sẵn là con nói luôn đúng đó, cái lần đó là ở đâu? Gặp ở đám cưới của một gọi là partner làm ăn chung với lại con. Nhưng mà con có ngồi gần Ngọc không? Hay là con ngồi đối diện? Hay là con ngồi xéo xéo? Con ngồi đối diện xéo xéo. Đối diện thì nhưng mà con không nhìn vợ con luôn. Con không nhìn vợ con, con chỉ nhìn chậm không? Con canh vợ con không nhìn, con mới nhìn. Tức là con không có cho vợ con biết là con nhìn vợ con. Ngọc, con nói cho anh Tuyên là cô này với mọi người biết đi. Cái hôm đó khi mà Ngọc Thuận xuất hiện ở bàn của con á, thì con đã biết anh Thuận là anh Thuận chưa? Là diễn viên chưa? Dạ, lúc mà mới bước vô cái sảnh đó thì tự nhiên con thấy cái anh nào đang đứng ở chụp với cô dâu chú rể á, xong mà nhìn sáng đẹp dữ, quen quen. Xong rồi con hỏi bạn con mà hình như cái này anh này diễn viên hay gì á, xong rồi con lên mạng search, đúng rồi, anh này hay coi Gạo Nếp Gạo Tẻ, là con cũng có ấn tượng đẹp liền. Đúng rồi, đúng không? Tại tự nhiên cái chỗ bắt sáng giống như rồi sáng chừng cái chỗ đó là... rồi xong lúc thấy. Lúc mà ảnh đến bàn con ảnh ngồi á thì đúng. Lúc đó con sao, cảm giác con sao, cái tim con nó có đập hơn? Nó có đập mạnh hơn không? Lúc đó vợ con tưởng con bị đê, tại con nhìn mấy con trai không mà. Đúng rồi. Tại vì bạn đó con trai nhiều, con nhìn mấy người bạn trai con không à. Con nhìn, nhưng mà con ngồi con nhìn như là uống, nhưng mà nhìn con canh hết, canh cái bàn tĩnh lặng, con mới liếc qua cái xong quay lại. Thì bạn con mới tưởng con là BD, bạn con hỏi mà. Là sau cái bữa đám cưới thì bắt đầu con kể từ cái mốc mà sau cái bữa đám cưới thì rồi. Là cái tối hôm đó thì con có về, tại vì con nghe loáng thoáng vợ con tên như vậy đó thì con mới về. Bây giờ cái manh mối đầu tiên là như vậy, nhưng mà nếu mình đi hỏi á, thì nó quá là dở, là coi như là mình ấy rồi, cái này mình dựa vào duyên số. Nếu thực sự là vợ của mình á, mình cứ dựa vào duyên số thì tự nhiên gì đó con tìm được luôn. Mà lên Facebook là tìm được luôn đó, con tìm được đúng vợ con luôn, mà hình avatar của vợ con á là che cái mặt, che nửa mặt, che hết cái mặt trừ cái điện thoại nè, mà con tìm ra được đó. Xong rồi cái nhắn cho vợ con, có nhắn cho vợ con như nào, khen vợ con dễ thương. Rồi chỉ nhắn vậy thôi, tụi mình cũng không làm bạn. Vợ con nhắn lại là mình làm bạn gì đúng không? Tôi nói không thôi, tụi mình không có làm bạn gì đó, không có làm bạn gì với em hết á. Xong cái tự nhiên vợ con lóc luôn. Con thấy là tự nhiên lý do là sao làm vậy, trong khi em thích, em đã xác định. Tức là hiện cái hiện trạng lúc đó của em á là em chưa có xác định gì hết, mà em chưa biết là em thật sự hay là em chỉ bị choáng chút xíu là em gặp vợ em vậy thôi. Con gặp vợ con vậy thôi, rồi nhiều khi giống như là như bao lần mà con bị nhìn hớp hồn chút xíu vậy thôi, thì con mới bình tĩnh lại, con mới nói vậy đó, không có làm bạn gì hết, chỉ nhắn vậy thôi, chỉ nói cho em biết là anh thấy em dễ thương vậy đó, rồi anh biết em vậy thôi, rồi xong cái giờ con lóc con luôn. Vậy đâu, để Ngọc nói coi, lúc đó cảm giác con thấy đúng là xàm xí đúng không? Đúng rồi, con thấy xàm xàm sao, tự nhiên cái vô nhắn tin cho con xong rồi gỡ, xong con hỏi gì thì nói nguyên đống vậy á, xong con chặn luôn. Chặn luôn. Chặn rồi sao nữa? Rồi sau đó là cái cảm giác của con là nó có quên liền không, hay là vẫn cứ khó chịu trong lòng cứ... Đấy là không có quên. Ngày nào con nói thiệt luôn nha, là con có một cái nick để dùng đi theo dõi những cái người con chặn á, tim như thế nào như thế nào. Chặn bằng nick ghê mà. Theo dõi mà.
ở một khoảng thời gian dài ngoài Đà Nẵng luôn. Con chả nghĩ tới, nói chung lâu lâu lúc có đi trên máy bay á, di chuyển bằng máy bay qua lại, con có lâu lâu nhớ tới vợ con. Này cũng nói nếu mà thật sự cái người đó mà là vợ của con á, con nhìn thì chắc chắn vợ con còn nhỏ, con nhìn cũng biết. Nếu mà thật sự là vợ của con á thì hãy cho tụi con tiến tới luôn, và hãy mở cho một cái con đường sáng nhất, và coi như là tiến thẳng tới là cưới vợ con luôn, chứ đừng có cho con yêu đương rồi giận hờn vu vơ gì hết. Thấy con về lại Sài Gòn thì vừa mới xuống sân bay rồi cô, thấy đây ẹp Facebook rồi. Vậy hả? Ẹp Facebook nó, ủa kỳ ta, sao tự nhiên ẹp Facebook mình. Con nghĩ nghĩ đầu rồi đó, nguyên buổi con về làm buổi trưa, tới buổi tối á con mới nhắn lại cho vợ con. Nhưng mà để hỏi Ngọc coi sao lúc đó con lại ạch Facebook ảnh lại vậy? Tự nhiên con vô cái danh sách chặn của con á, tự nhiên mắc gì phải chặn anh này, cái em con mở ra luôn. Không, cái con kết bạn xong con lại hủy tiền. Trong vòng 24 tiếng là con nói là con sẽ giải quyết hết thì con mới gặp vợ con. Thì trong vòng 24 tiếng sau là con tìm cách gặp vợ con để nói chuyện với vợ con. Mới ngày đầu tiên thôi là con nói trong vòng 6 tháng anh cưới em. Cái vợ con cũng nữa, sau này con hỏi vợ con, thì không vợ con đúng đó. Vợ con nó nói là có, má là nghĩ khùng dữ. Đâu, kể coi lúc đó sao mà. Em mới thấy Ngọc cứ bị sổ sàng quá không, trong khi nó chưa biết gì hết. Đúng rồi, Ngọc kể cái cảm giác của con đi. Đúng rồi, lúc đó con thấy là sao má ơi, mới nói chuyện được có một xíu mà kêu cưới trong vòng 6 tháng. Xong rồi con hết hồn, lúc đó con không hiểu sao mà con con vẫn đang khùng. Con không hiểu sao lúc đó con luôn. Mà lúc đó em còn đi học không? Lúc đó em dạ không ạ. Lúc đó là em gia đình em định là sẽ cho em sang nước ngoài á. Nhưng mà không hiểu sao gặp anh Thuận thấy không? Vợ con với con gặp nhau trong cái quán ăn, xong rồi cái hai đứa nói chuyện với nhau. Xong rồi con hỏi vợ con là có người yêu có gì không? Vợ con không. Vợ con hỏi lại con nói luôn là anh đứng đây là anh hoàn toàn sạch rồi đó, không có ai hết đó. Xong bắt đầu hai đứa mới vô mới nói chuyện. Nói là từ bữa đó tới ngày hôm nay là hầu như ngày nào tụi con cũng gặp nhau. Chị Vân thấy có nhiều cái khoảnh khắc không? Vừa trên máy bay xuống tự nhiên vô tình bạn này bật lại, kết bạn ngược lại, thì đâu vô tình mà Thuận lại cầm điện thoại lại lướt lại thấy cái đó liền. Rồi nó bật xong rồi lại mà nó như vậy nè anh Tiên, là đó, vợ con vừa mới ẹp con á là vợ con gỡ ra liền. Đúng rồi, chứ không phải là ẹp để chờ con ẹp. Ẹp xong có đâu có mấy phút sau là gỡ ra là con thấy rồi, con đã thấy rồi. Đúng, nhưng mà không có nói để con coi tới tối làm sao. Con thấy xong thì tối con mới gọi luôn đúng, đúng không? Thấy con thấy không ổn thôi con gọi luôn. Bây giờ cô muốn hỏi Ngọc là cái ngày đầu tiên mà con về con nói chuyện với ba mẹ con á, là đó giờ con có bạn trai vậy á, thì lúc đó là ba mẹ con phản ứng như sao? Lúc đó hả? Kiểu là trước giờ con không bao giờ, cho dù con có bạn trai hồi đi học đi, con không bao giờ nói cho ba mẹ con biết là con có bạn trai gì á, tại nhà con không có cho con quen sớm. Thì lúc mà nghe con dẫn bạn trai về á thì ba mẹ con hết hồn. Xong ba mẹ con kêu là trời đất ơi, mày có đi đâu chơi đâu mà sao quen được bạn trai. Xong rồi con mới kêu là tại hồi bữa con đi đám cưới nên con gặp anh đó. Không, con chưa có nói là anh Thuận. Xong rồi cái ba mẹ kêu á thích quen ai thì dẫn về đây. Tại vì ba mẹ con trách con á, quen ai không bao giờ dẫn về, chỉ có nói cho anh chị con biết thôi mà ba mẹ không được biết. Xong rồi con dẫn anh Thuận về luôn. Rồi trước khi đó con có nhớ hàng là anh Thuận quay một cái TV show ở trên truyền hình á, làm con, về nấu ăn đúng rồi, nấu ăn á con. Xong rồi con chỉ anh này đẹp trai ghê luôn á, này mà con rể của ba thì sao? Chỉ là giao đãi thôi đó. Đúng rồi. Xong rồi ba con kêu mẹ ơi mặt nó già như vậy mà nó chưa có vợ tao chết liền. Kêu là chắc có vợ đó. Xong con kêu chưa đâu, hồi bữa con có lên mạng tìm hiểu rồi chứ có vợ đâu. Xong con nhắc anh Thuận về nhà. Rồi gặp Thuận rồi phản ứng gặp anh Thuận thì ba mẹ con kêu má ơi sao nhìn ở ngoài trẻ dữ luôn. Với lại nhìn thật thà, nói chung là hiền lành, ba mẹ con kêu vậy. Nên là có tin liền không? Ngay hôm đầu tiên gặp được ba mẹ vợ con bây giờ là con xin phép luôn. Nhưng mà xin cưới luôn hả? Lúc đầu ba mẹ có nói là có nghi là bị BD không mà giờ này chưa có không, vợ giờ không có nghi, ý là không thắc mắc là tại sao giờ này mà con chưa có vợ. Đúng rồi có hỏi không, ba mẹ có hỏi không?
không, không hỏi luôn. Chỉ có điều con hơi liều cái là vừa gặp ba mẹ vợ con lần đầu là con xin phép cho mẹ con lên nói chuyện cuối luôn, chứ con không có chờ là gì hết á. Tại con đã nói trong lòng con rồi, con gặp đúng người là con phải cưới liền đó, là con đi thẳng luôn chứ không có vòng vo gì hết. Hai đứa em có khoảng thời gian để tìm hiểu không, hay là bập cho cái khoảng thời gian tìm hiểu á, tức là khoảng vài tháng tìm hiểu để quyết định đám cưới á. Hai đứa mà nói vợ em đồng ý rồi đó, em gọi điện về cho mẹ, nhắn cho mẹ, mẹ nói thiệt mày, chắc mẹ cũng hết rồi, nhỏ nó có bầu à? Mẹ hỏi liền nhỏ có bầu à? Nhỏ có bầu à? Mấy tháng rồi. Nó không có, tụi con chưa làm gì luôn ha, thật sự luôn nha. Con với vợ con là tới gần ngày cưới luôn á, tức là cho hai bên gia đình cho phép đám cưới, tụi con vẫn không dám đụng tới vợ con, tại vì con sợ là nếu mà con đụng vợ con á mà lỡ mà nó có vấn đề gì xảy ra á, là tự nhiên là con làm gì vợ con buồn. Tại vì cái chuyện đó, cái chuyện đó đối với con nó quá bình thường rồi, nó không có phải là một cái cuộc gì đó mà con phải cần có cái chuyện đó cả. Cho nên là con vợ của mình mà giữ mình, không có nghĩ là giữ mà là vợ của mình mà, không có gì mình phải nghĩ tới cái vấn đề gì hết á. Mình cứ làm xong hết mọi chuyện, lo liệu hết xong xuôi mọi chuyện hết đi, vợ mình rồi lúc đó rồi mình gần nhau cũng được đó. Cho nên là con nói với mẹ con chắc chắn là có bầu, bạn bè con mời ăn nó gì lẹ có bầu vậy, tại vì bạn bè con biết coi con mà có bầu hay sao vậy. Nó không đi cưới đâu, chưa có bầu bây giờ nữa. Bằng chứng là bây giờ chưa có bầu, khúc quen nhau mọi người còn không biết mà thì đừng để đi đám cưới. Nhưng mà ủa, mà Thuận sinh là cưới con mà lúc con còn nhỏ xíu vậy mà ba 18. Mẹ con ba mẹ con cho con lấy chồng sớm vậy luôn á. Ba mẹ con kiểu là cứ kêu con là suy nghĩ kỹ chưa, tùy con quyết định thôi à. Chứ thấy anh Thuận cũng được rồi. Nhưng mà ba mẹ con có thích anh Thuận không? Có thích, thích đóng phim không? Chắc thích đúng không? Okay thích quá. Ba mẹ con không phải là thích người đóng phim mà là thật sự là tới bây giờ con, tại vì hai đứa con ở gần nhà ba mẹ con luôn, là ba mẹ con thấy con giống như là một đứa con của ba mẹ vợ con gì đó, chứ không phải là con rể nữa, mà nó gần giống như là con dâu mà là con ruột luôn đó. Ý kiểu nó là nó rất là không có một cái khoảng cách gì hết. Anh phải công nhận là nhìn Thuận á, là ập vô đầu tiên là thấy cái độ chân thành, không có cái độ cái gian xảo á, từ cái nét dịu á, dạ đúng rồi, từ cái ánh mắt, cái cử chỉ, những cái thái độ của mình, cái hành vi của mình, không có gì gọi là để cho bất an cho ba mẹ. Có thể là nhờ cái đó thì cô chú mới tin. Không phải đâu, với lại thực ra mà nói á, là nếu như ba mẹ mà có coi những cái phim mà Thuận đóng á, thì là chắc cũng đã có cảm tình với cái người diễn viên này rồi. Bởi vì thường những cái vai Thuận đóng á, toàn là những cái vai mà kiểu chính diện á, rồi những vai hiền lành, gào nếp gào tẻ, ba mẹ coi đúng gào nếp gào tẻ thì đó, thì cái vai đó nó dễ thương đi rồi. Thành ra là đó là ba mẹ cứ kiểu như là những người khán giả đó, nhất là các phụ huynh á, là thường cứ mặc định luôn là với cái người đó mà đóng cái vai đó mà thành công á, mà tạo cái dấu ấn tốt đẹp á, là cái người diễn viên đó là cũng sẽ giống như là cái nhân vật đó đó, thường là hay bị ngộ nhận cái đó. Nhưng mà ăn thua là sau này khi mà bắt đầu tiếp xúc trực diện rồi thì là còn giữ được cái cảm tình đó hoặc giữ cảm xúc đó hay không, là lúc đó mới là Ngọc Thuận đó. Đúng không? Cái quá trình mà trước khi mà em giới thiệu Thuận cho cô chú biết á, thì lúc đó hai đứa quen nhau thì quá trình rồi đi chơi có phải khó khăn với nhau không? Hơi khó hơn chút xíu. Tại vì anh Thuận á là làm về khuya, quay phim á về khuya 11-12 giờ lận á, mà nhà em khó lắm luôn á. Giờ em mới dám nói nha, ba mẹ huynh xin lỗi ba mẹ là em buổi tối á là 11-12 giờ em đâu được đi buổi tối khuya đâu, thì ba mẹ em có khóa cửa nhưng mà em tìm cách để em đi ra để gặp anh Thuận một chút xíu thôi à. Đến giờ cô chú chưa biết luôn. Ngày nào cũng gặp nhau khoảng 30 phút nói chuyện gì đó, nhiều khi mấy cái quán sinh tố kế bên nhà, cách mấy căn nhà gì đó. Tại vì ba mẹ em là làm buôn bán bỏ mối rồi á, nên là 9 giờ là phải ngủ, rồi 2 giờ là phải dậy để soạn hàng. Cho nên là cái khoảng thời gian 9 giờ tới 2 giờ là ba mẹ ngủ. Là giờ vàng của tụi em á. Giờ vàng tụi em gọi là giờ giới nghiêm á, là 2 giờ. Trước 2 giờ là phải về nhà đó. Giống như là Juliet vậy đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bữa nào mà vợ con kiểu vui với bạn quá, quên tới 2 giờ là bữa đó con chết luôn rồi, là con chết rất là khó, con bị thấy có lỗi vô cùng luôn, kiểu chứ từ lúc cưới vợ con tới giờ là tụi con bị hai lần hả?
hai lần bị như vậy. Hai lần là mà mình mới gặp vợ nữa, không biết tìm hiểu sao mà chẳng lẽ rủ con gái người ta đi khuya rồi đi đâu cô. Cuối cùng là ở gần nhà nó có cái chợ bán sinh tố á, cứ ra đó ngồi đó ngồi chai ly vào đó luôn, cứ ra uống ly, hết ly sinh tố về, hết ly sinh tố về. Xong rồi con sáng là con lại phải thức sớm đi qua. Mà liên tiếp trong 3 tháng trời. Đúng là chỉ có tình yêu mới làm nổi cái chuyện đó chứ sức đâu. Trời ơi, ngủ có chút xíu à ha con. Trời ơi, hai đứa này đúng là như cổ tích á. Thực ra là gì nè, cô thấy qua cái chuyện này là cô thấy dường như nó là định mệnh. Mà người ta nói gọi là hai nửa phần trăng á, là của nhau là phải gặp nhau. Có cái phim mà Two Moon in Junction á, là nó đúng như vậy luôn. Nó khớp đến đúng thời điểm luôn. Thuận là chắc cũng trên trển xuống á, cũng lỗi lầm gì á, xong rồi đầy xuống. Đúng không? Rồi đến hết cái nghiệp đó rồi bắt đầu mới đưa tiên nữ xuống, đạp tiên nữ xuống đó, rồi cứu vớt đời nó đi. Đó là mấy chục năm trời, mấy chục năm trời mới được như vậy. Lúc mà con Dũng bị cưới á, con có chơi với một số bạn thân á, thì một số người cứ lôi ra ngồi như nè, hút thuốc, con không biết hút thuốc, con ngồi gì đó uống cà phê, cái bạn hút thuốc rất chảy đời. Xong em lấy vợ là sau này em sẽ khó khăn đủ thứ á. Bây giờ nói chung là bạn con toàn đưa ra những cái mà mình chưa lấy vợ mà đưa ra cái mình muốn lấy vợ luôn. Xong rồi bạn con mới nói với con á là mình một mình đã khó rồi mà bây giờ mình có vợ nữa thì mình sẽ không có vươn tới cái đỉnh cao nữa. Con cũng nói với bạn con một câu, chắc bạn con cũng hơi buồn con chút xíu. Con nói đỉnh cao của em là hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp của em đã gần 20 năm rồi, em thấy nó vẫn vậy. Tiền bạc có lúc có lúc mất. Nhưng đến giờ phút này đỉnh cao của em là em cảm thấy một gia đình hạnh phúc. Em không biết là em với vợ của em sẽ sống với nhau được bao lâu, nhưng ít ra trong cuộc đời của em đã có một khoảng thời gian đó hạnh phúc. Còn lại em chả quan tâm nữa. Đúng vậy là đủ. Thấy chưa? Hạnh phúc là lựa chọn. Dạ. Hạnh phúc là yêu thương. Đúng không? Đúng với cái cặp này luôn á. Đó, mà lựa chọn phải đúng thời điểm nữa, đúng không con? Dạ. Công nhận ha, nó ngồi trên máy bay mà nó khấn, nó cầu trời cái đó, Phật cái đó là con nói thiệt luôn á, con linh nghiệm luôn á, đi con đường ngắn nhất luôn mà ngắn thiệt. Con nhìn ra cửa sổ á, cứ bay cao, con nhớ là cứ đạt độ cao nhất là con ngồi con nói đó. Mà cái thời điểm đó con đi máy bay hoài đó, mà đi ra đi vô con công nhận là ngắn thiệt không á. Xuống một cái là gặp liền, đúng không, là nhận được một cái tin liền, đúng không, rồi 24 tiếng đồng hồ sau là gặp liền. Mà nó có một cái trùng hợp nữa là cái chuyến bay Đà Nẵng đó là cái chuyến bay mà con xong việc cuối cùng ở Đà Nẵng, là từ đó tới giờ chưa quay lại Đà Nẵng. Con thấy là đúng là có sự sắp xếp luôn á. Thiệt luôn á. Dạ. Mặc đó. Dù là công việc Đà Nẵng vẫn còn nhưng mà nó không cần con phải đi ra đó nữa. Đúng, chuyến bay cuối cùng từ lúc mà con gặp vợ con tới giờ quay trở lại Đà Nẵng. Đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa lấy nhau là được mấy tháng ta? Bữa cô mới chính xác là hôm 17 tháng 12, 17 tháng 1, 17 tháng 2, 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Coi như chính thức về ở chung với nhau. Đúng luôn á. Giống như là em lớn hơn bé Ngọc cũng gần 20 tuổi đúng không? Đúng rồi, 17 tuổi. Và chắc chắn là nó sẽ có những cái khoảng cách. Khoảng cách về cái tư duy, khoảng cách về suy nghĩ. Thì đôi lúc khi nào nó có những cái bất đồng về cái đó không ta? Câu đó rất là hay luôn. Mọi người nhìn vô thấy khoảng cách đúng không? Con vợ con không có khoảng cách nào luôn. Con trẻ hóa đi. Sáng coi hoạt hình chung với vợ con. Vợ con là đúng giờ là ăn, đúng giờ là ngủ. Sáng dậy coi hoạt hình. Tối dọn dẹp coi Elsa hay coi gì? Coi tùm lum hết cô. Tức là hoạt hình, tức là giống như là một bé gái mà trong độ tuổi cấp 2, cấp 3 gì đó. Dạ. Rồi bánh tráng trộn, nói chung là giống như một con đang cảm giác giống như là lâu lâu con chọc hết, cháu cần ăn gì chú đi mua. Nhưng mà con nói với cô cái điều này, không biết là vợ con sau này có vậy không nữa nha, nhưng mà có một cái điều này là con thấy hơi bị ấy luôn á, đó là vợ con chăm con quá. Nhiều khi hai đứa ngồi chơi thôi, con nói cái con coi nè, con nói ôi cái này anh thích quá rồi. Mà nếu sau này mà anh mà có ấy chắc anh sẽ mua cái này. Sáng ngày mai cái món nó nằm ngay trong nhà luôn.
bất cứ là món gì. Hiểu tâm lý em vậy luôn. Dạ. Đang sống với một bà tiên, có nghĩa là cái là như giống như ông Bụt á, cầu được ước thấy đó. Đó. Chỉ cần cái này chỉ cần ước là ngày mai có. Không có ước mà ngồi gì nói á. Tại vì á, con á là con về á, có nhiều người á tức là điện thoại đồ này kia á, là phải để cá nhân riêng, nhưng con nghĩ là mỗi người có một cuộc sống khác nhau, cuộc sống của con muốn cái gì đó nó thoải mái. Con không có muốn cái gì đó mà phải suy nghĩ, ở trong nhà là mình phải thoải mái nhất có thể. Điện thoại con là vợ con muốn coi gì được, muốn làm gì giữ điện thoại, trả lời tin nhắn của con luôn càng tốt. Cái đó là đó, một cách tốt nhất để cho con ấy khỏi đỡ mất công. Thì con lướt á, con lướt cái con like hoặc là con bỏ vô giỏ hàng á, là vợ con thấy rồi mai vợ mua đem về cho con luôn. Nhưng mà rồi á, cô hỏi là ví dụ giờ á, anh Thuận như vậy á, là diễn viên vậy, rồi đẹp trai như vậy ha, rồi con có ghen không? Con có sợ là như anh đi đóng phim này kia nọ rồi nhiều chị thích không? Con có sợ không? Con không biết sao chứ con cũng không có sợ, không có. Con ghen lâu lâu rồi con thấy mấy chị kia comment Facebook á, thì con chọc vợ anh nè thôi, chứ không có thấy ghen hay gì á. Con tin tưởng anh Thuận. Con tin tưởng anh Thuận đúng không? Rồi ngược lại á, thì là con có ghen, là con có sợ là con có ghen nha. Ví dụ như vợ con mà, nhưng mà tại vì vợ con ở nhà với con không à. Chứ nhưng mà con đã đi với vợ con mà vợ con đi ra ngoài đường mà có ai mà ấy, con có ghen á. Con ghen hả? Con ghen nhưng mà con không có nói vậy, nói riêng với vợ con là vậy là anh không thích như vậy. Rồi bây giờ ví dụ như những cái người bạn của vợ con, những cái mối quan hệ bạn bè trước khi mà lấy con á, thì sao? Vợ con là có một nhóm bạn học thôi, mà toàn gái không à. Mà đi chơi con dắt hay anh Thuận? Dạ, xong rồi con vô luôn, giống như bạn của mấy đứa. Không, vô là con chú chứ. Bạn không, bạn mấy đứa luôn là mặc đồ y chang luôn, kiểu áo thun quần sọt rồi này kia. Nghe kể cho em thấy hình ảnh em giống không? Nói, anh em giống nhau. Nói chung là con trẻ hóa, giống như giờ con lúc mà con đi làm thì con mặc đồ nghiêm túc chỉnh tề, còn con đi với vợ con là con mặc đồng trang lứa luôn. Đúng rồi. Rồi giờ sao rồi cái chuyện cái đó là cái may mắn của mình đó. Rồi cái chuyện kinh tế trong nhà thì là ai là người quản lý, ai là người chi tiêu? Bình thường ở nhà là vợ con chọc con dữ lắm, tức là vợ con là giống như một cây hài vậy đó, chuyên chọc cho con, không bao giờ mà làm cho con buồn được. Chọc con là coi như cả ngày, mà nhiều khi wow, em đừng chọc nữa, giống như để anh bình tĩnh lại, anh suy nghĩ lại chút xíu. Vợ con có cái tính rất là hài hước, rất hay chọc ghẹo này kia trong nhà đó, nhưng mà ra ngoài thì lại nhét. Còn con ở nhà thì con lại ít nói hơn, ra ngoài thì con lại dạng hơn. Rồi nhưng mà vợ con được một cái là tiền bạc rất là sắp xếp rất là tốt, tức là biết quản lý phải không? Dạ, biết quản lý, biết con, chi tiêu. Dạ con để từ lúc mà chưa lấy vợ con mới thấy là chứ rồi mình một mình đó, nhiều khi mình còn gặp khó khăn này kia, giờ mình lấy vợ rồi thôi mà mình cứ lấy đi, mình đã giống như đã muốn, đã cầu nguyện, đã thật sự muốn lấy vợ, muốn mình yêu thương cái người vợ này của mình, thì mình phải cố gắng. Thì con nghĩ là cưới về tụi con sẽ gặp một số khó khăn nhất định, nhưng mà từ lúc cưới vợ con về tới giờ á, con không có lo gì tới tiền bạc hết trơn á, tại vì con đưa vợ con hết luôn. Vợ con sẽ là người quản lý. Quản lý hết luôn đó. Mà vợ con cái gì mà đưa vô trong cái sách á là gì, vợ con không thèm lấy ra. Tức là vợ con có cách kiếm được những cái nguồn ở ngoài là chi tiêu trong nhà, là con thí dụ con đi làm gì về tới cái gì vợ con biết con có tiền hay gì á, vợ con nói đưa đây, vợ đút vô cái sách là cái tiền đó nó chỉ thêm thôi chứ nó không có bớt đi. Dạ. Từ lúc nó tuy là ít nhưng mà nó thêm chứ nó không có bị vơi đi, và con nó không có phải tính toán hay suy nghĩ là tháng này mình phải làm bao nhiêu tiền hay là mình phải chi tiêu sao. Vợ con giải quyết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà tụi con bây giờ đang ở riêng hả hay là ở chung? Hiện giờ là ba mẹ con cho hai vợ chồng con ở một cái căn nhà đối diện, nhưng mà nhà đó không phải là nhà của tụi con. Căn nhà của tụi con là dài bữa tụi con đang nhờ kiến trúc sư, là chắc khoảng một tháng hơn nữa tụi con mới xây, thì sau
tụi con mới là ở chính thức trong căn nhà đó. Nhưng mà ý là cô nói là hai đứa ở riêng đúng không? Đúng rồi. Tự quản lý nhau, tự quán xuyến với nhưng mà nó mình. được như vậy là cô là ba mẹ con là làm việc theo giờ giấc mà, cho nên là cái buổi trưa á là mẹ con á rất là thích sum họp gia đình cùng ăn tất cả các anh chị em luôn. Hiện giờ là có chị của Ngọc ở xa về rồi nên là đầy đủ mặt hết buổi trưa. Ba của Ngọc trước đây, ba vợ con á là sẽ là người nấu, vợ con sẽ là người phụ, rồi mấy chị rửa chén rồi này kia, nói chung nguyên nhà buổi trưa nó là như vậy. Từ lúc cưới vợ về á con cảm thấy cái quỹ thời gian của mình nó vô cùng ngắn. Mở mắt ra quay qua cái tới tối là tại vì nó bận liên tục mà thấy anh Thuận nó linh hoạt hẳn ra luôn á. Tức là hồi đó cô đi quay với anh Thuận á, Ngọc lúc nào nói chung là chậm. Nó u sầu lắm con, thiệt nó u sầu lắm, ít khi nào nó không có cởi mở. Ví dụ như nó quay à thì nó quay vậy đó, xong cái nó đi kiếm chỗ nào nó ngồi nó liền. Rồi nó không có cởi mở mà mặt nó không có tươi, mặt nó tươi nó buồn lắm. Bây giờ thì rất là vui rồi. Đó thì cô muốn hỏi con nè, khi mà con về ở với anh Thuận á, anh Thuận còn có cái tật xấu gì không hay là bây giờ anh Thuận là người hoàn hảo rồi? Tại cái khoảng thời gian mình tìm hiểu nó ít quá, ít ra thì về nhà nó phải lòi tật xấu ra. Không, kêu về nhà là con đã biết có tật xấu rồi. Là em có cái ngày đó thì con đi qua cái chỗ mà anh Thuận ở, thì con muốn vô phòng của anh Thuận để xem, để vô đó thôi chứ không có làm gì hết á. Tại anh Thuận sẽ đi đánh cầu lông, em muốn vô phòng anh em ngồi em nằm nghỉ được không? Xong anh Thuận cứ cản con không cho con vô, đừng em đừng vô. Nhưng mà em năn nỉ mãi là mở phòng ra hết hồn, quần áo dục lên tứ tung luôn, là biết từ đó rồi đó. Tức là đồ cầu lông dục góc, quần áo đi quay dục góc, giày dục góc, tùm lum á. Con mới nói với vợ con là em đừng có vô, vô trong đó mất công nó xảy ra những cái chuyện không hay. Ý là viện cớ con bà gà vô cái chuyện đó mà anh không có muốn. Rồi vô trong đó rồi anh với em như vậy nó xảy ra những cái chuyện không hay cho em, anh không muốn như vậy, con viện đủ lý do hết. Xong rồi vợ nói giờ anh đi đánh cầu lông rồi thì giờ em vô trong đó. Đúng rồi. Ông bừa bộn đó. Bừa bộn mà ông muốn giấu. Mà là chỉ có cái bừa bộn thôi hả? Còn có cái gì nữa không? Thay đổi được chưa? Chưa. Chưa, bây giờ con vẫn phải làm. Bây giờ là vợ con. Ý là con làm mà con không có kiểu. Vợ con quán xuyến cái chuyện đó luôn, cho nên là lúc nào cái chỗ ở của tụi con đó nó cũng sạch sẽ, thương tất, nghiêm túc đầy đâu đó đâu ra đó hết. Đó giờ hỏi tiếp là còn tật xấu nào nữa không? Tật xấu là hay như là hay xì hơi á cô. Xì hơi không, xì hơi nhưng mà nó kinh khủng ghê. Con đã nói rồi, con á là con canh như vậy nè, tại vì con biết vợ con à, vợ con hay nháy với con lắm, giống như là hay chọc con đó thì con chọc lại, mà con canh là những lúc mà con gần rồi đó bắt đầu con ém. Tự dưng đắp nguyên cái mền con ém mà bắt đầu con hay ra bộ con đắp mền là chính là hết. Vợ con tưởng gì rồi ôm rồi vô bước phát giữ cái mền lại. Cái đó là mình cố tình đúng không? Chỉ có hai cái đó khoái đảng á đúng không? Khoái đảng á đúng. Mà mẹ nói này chắc mẹ không mua mít cho ăn đúng không? Còn nói vợ giỡn, mẹ ơi mẹ vợ ở ngoài à, mẹ vợ thích mua trái cây đầy đủ rồi trong đó có mít nữa, mà cứ con ăn mít về là bữa đó là vợ con chết chứ con. Lúc nào cũng đưa mít cả đống về. Vô tình hại con gái luôn. Mà con nó giỡn mẹ con không biết mẹ có phát hiện ra đó. Con có muốn anh Thuận thay đổi cái gì không trong hai cái tập mà con vừa mới nêu ra? Không, con không muốn thay anh Thuận thay đổi gì hết á. Tại vì nếu mà bày bừa thì con xếp lại cũng được, con cũng không có bực mình hay gì hết á. Thì mỗi lần đi chơi thì mỗi lần xếp lại một đống đó thôi chứ không có gì. Bình thường thôi. Hôm nay tụi con cũng bung đóng ra nè, chút nữa hai tụi con về bắt đầu xếp lại. Dạ, tại hôm nay tụi con đi đến đây á là tụi con mặc đồ cưới đúng không? Nhưng mà con thì mặc sẵn cái bộ trong rồi, chỉ khoác áo lên thôi. Giờ con thì phải mặc bộ đồ kia. Mà con thích cái áo đó lắm. Lúc nào đi đâu cũng nói vợ con thích cái áo, để thấy vợ con mặc thoải mái mà nó nhẹ nhàng, nó rất hợp với vợ con. Mà con biết áo nó nằm đâu hết luôn á, con để vợ con để, nhưng mà để vợ con kiếm, vợ con bung hết tủ này tủ kia bung hết luôn, xong hết rồi xong cái nói nãy giờ là tôi biết nó nằm ở đâu, nhưng mà tôi để cho cô bung chỉ là gì đó, bây giờ ở ngay bung đó. Nhà
rắn mắt quá. Bây giờ nó đang ngập nhà. Lầy thiệt cái Thuận chưa từng thấy á. Thì không bao giờ nghĩ là nó lầy vậy luôn á trời. Tình yêu nó khác là chị ơi. Là hai đứa con giống như là hai người bạn mà giỡn với nhau gì đó rồi. Hai đứa nít á, đúng không? Sáng là ba mẹ tụi con á là... tại vì ba mẹ về sớm lắm, tại vì bỏ mối là xong là ba mẹ về. Sáng con hay về sớm là con đi uống cà phê với chơi chim cảnh với ba vợ của con. Nhưng mà dạo gần đây là vợ con thích coi hoạt hình rồi đó, cho nên là tụi con coi coi xong mới được tụi con dậy trễ. Rồi có hôm tụi con dậy tụi con không ra, không đi ăn, đi xuống đi ăn gì hết, tụi con cứ coi phim rồi lên mạng rồi làm gì đó. Đúng rồi, vợ chồng son nó đó, đó thành giống như là bây giờ không cần biết xung quanh là gì, là chỉ có biết hai đứa hai bên nhau khoảng thời gian này là hạnh phúc rồi. Trong cái khoảng thời gian này nó đang hạnh phúc như vậy thì con không biết nó kéo dài được bao lâu, nhưng mà ít nhất trong cuộc đời con đã có cái khoảng có những cái khoảnh khắc vào thời gian như thế này rồi. Vậy là chắc là vợ không có tật xấu rồi đúng không? Dạ. Không có chứ. Bé theo Thuận bé Ngọc có tật xấu nào không? Vợ con hả, tật xấu là nó chiều con quá. À. Quá chiều quá vợ chiều. Con là con như giống như con nói ta chiều sao gọi là hiện giờ sao? Trong điện thoại của con, vợ con này là có khoảng 6 món mà con nói thôi đừng có mua cho anh chỉ là anh thích anh để đó thôi, để anh ngắm nó thôi chứ anh không mua. Nhưng vợ con cá với cô luôn á, vài bữa sắp tới sinh nhật con là 6 món nó nằm trong nhà. Trời ơi, hiểu mà đi mà sambo trong bụng. Tại vì á là nhiều khi nè coi hay gì thôi, nhìn thấy gì thôi, cái vợ giả bồ rủ đi ăn. Rủ em cái vợ em muốn đi vô đó gì đó, cái vợ nói nè nè mua cho anh nè, xong nó chơi chưa làm gì đó tiền không làm, nó em có tiền em có quỹ hết anh đừng lo. Cô bé còn nhỏ mà tâm lý đó, coi như cái tật xấu là quá chăm sóc cho mình. Trời ơi nói mà hạnh phúc ghê. Rồi sao, rồi còn cái gì nữa không? Rồi muốn Ngọc thay đổi điều gì không? Đi mua, ý là muốn mua cái gì cho con nói con trước đỡ tốn kém một chút. Nhiều khi mua về con mặc không vừa, với lại mua cái món nó về con lỡ ăn no rồi cũng không ăn được, cái cũng hơi tội nghiệp. Nhưng mà con ấy, ở nhà ấy, con ăn nhiều quá cái con mập. Mỗi lần ký đúng không? Mỗi lần con mập. Nãy giờ anh Tuyên định nói rồi đó. Mỗi lần con mập ấy, thì con lại tự nhìn vô gương, con lại tự bực với chính mình, cái con đi tập thể dục. Con mới nói vợ con là mỗi lần đi tập thể dục rất là mệt, mà cứ ăn lên 1 ký, tập xuống 1 ký là nó phê lắm. Rồi vợ con mua đồ cho con á, gọi điện anh rể, có anh rể anh đó, anh rể con tên Hậu, anh Hậu mặc size gì, cỡ ông cỡ anh ông anh nói, ừ thì chắc cỡ anh đó, nếu mặc ôm thì chắc cỡ anh. Vậy hả, rồi quần lót anh Hậu mặc size gì, con cũng ngây thơ. Xong rồi con nói xong con mới suy nghĩ, ủa tự nhiên mua quần lót cho anh rể như trời. Quần lót sai gì, bữa em nhớ anh mua sai gì cũng nói sai. Bình thường á là con mặc cái quần đùi như nè, cổ vô cũng ngại, mua thì có dưới ta lựa đi, không vô ngại chụp đại cái đem về mua chất quá. Mua mấy quần hình tam giác không ngại quá, tại vì vô đó toàn đàn ông mà tự nhiên con mom men vô lựa quần. Nhưng mà là đi mua cho con á, nhưng mà không có nhớ, bắt đầu gọi con cho bồ hỏi. Đáng yêu kể là tranh cầu tới tháng sau á, đúng rồi, đáng yêu cặp này dễ thương quá. Nhưng bây giờ nói tóm lại con chỉ muốn vợ con như thế này thôi, không thay đổi nữa. Con muốn vợ con với vợ con á, thật sự luôn, cả hai đứa trong đời sống vợ chồng cứ như thế này, không cần thay đổi gì hết. Có con vẫn giữ cái mạch như vậy, tới khi nào chết luôn cũng được, không cần phải thay đổi, không cần phải lớn lên, không cần phải gì hết. Còn cuộc sống bên ngoài á, là cuộc sống mà tiền bạc đồ này kia á, là mình đã trải qua nhiều là mình sẽ có cách hết, cỡ gì cũng có cách hết. Bây giờ vợ con may mắn một cái là được ba mẹ sắp tới sẽ cho ấy, nên là tụi con không có lo nhiều hết trơn. Rồi á, là cứ để vậy, khi nào có em bé thì là sẽ có em bé thôi. Không có kế hoạch gì đúng không? Tụi con là không có một cái kế hoạch gì. Kế hoạch của tụi con là tối nay ăn gì, anh có đồng ý hay không. Giống như cô có thấy ai mà rủ đi ăn nhà hàng mà quạo không? Vợ con rủ đi, con đi ăn nhà hàng mà con quạo. Tại vì rủ đi ăn hoài mà con nói ăn hoài mập lắm mà vô đó không ăn không được đó. Kiểu như bây giờ mình phải tốt lại, không nó kể tới tháng sau luôn. Chị em mình ngồi hoài luôn. Đúng, mà riêng đối với cái cặp này chắc mình không cần phải chúc. Tại vì sao, với ông bạn này á, là bạn có một cái tâm linh xuyên không rồi. Cho nên là bạn cầu được ước thấy. Nãy giờ bạn mong muốn cái gì về cái tình yêu của hai bạn này thì chắc là con sẽ được y chang như vậy thôi. Dạ. Đó, okay. Cho nên là, đúng không? Em có lời gì chúc cái người... Không, thật sự là em thấy là...
Ngọc với là Thuận là hai em quá dễ thương rồi, là cứ cái đà này mà phát triển hơn nữa thôi. Thì chúng tôi chỉ xin nói một điều là chúng tôi ghen với hạnh phúc của anh chị. Cảm ơn đó, mong là anh chị cứ như thế này mãi. Rồi sau này trời ơi có baby ha, trời ơi giống mẹ cũng đẹp, giống ba cũng đẹp, trời ơi tuyệt sắc, con trai cũng đẹp mà con gái cũng đẹp, đúng không? Có được trong năm nay nữa. Con rất là mong là có em bé sớm để giống như tụi con, vợ con sinh sớm thì sau này vợ con sẽ có nhiều thời gian hơn với con, chứ trễ quá vợ con sức khỏe nó sẽ không có tốt bằng bây giờ. Đúng rồi, câu được ước thấy. Anh nói là câu được ước thấy. Rồi cảm ơn hai em. Đúng rồi, hai người này sẽ có trong năm nay luôn. Rồi cảm ơn cô, tụi con đang rất là mong, cả gia đình đang rất là mong vợ con có em bé. Sau đây nha, sau đây á con chịu khó con điện thoại cho anh Vin cái là coi như 100%. Điện thoại riêng nghe. Rồi ok, chút xíu mình sẽ gặp lại nhau. Chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Võ Kiều Vân xin gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất à. Hiện tại em dưới 30 chút xíu. Và hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là dạ, gì? Em là ca sĩ. Đó. Mà em? Dạ em là Khởi Phong. Hiện tại thì em đang là manager của bạn Vân. Và em là nhạc sĩ chuyên sản xuất những cái MV ca nhạc của Vân. Và tất cả những cái dòng nhạc Vân hát là từ ballad, bolero, dân ca thì em đều viết cho Vân. Nói như là chồng đàn vợ hát. Có nghĩa là lọt sàn xuống đia. Nước chạy chỗ trũng, không có mất đi đồng. Dạ đúng rồi. Vô hết, không có hết một miếng nào. Cái này là không phải là mình tham đâu, mà tại vì ngày xưa tụi em nói chung không có điều kiện nhiều nên là cái gì mình cũng phải tự học, mình tự làm. Hai bạn hãy kể cho anh nghe câu chuyện của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè, và lần đầu tiên em gặp chàng trai này em ấn tượng. Dạ em gặp anh Phong là lúc tụi em đi hát chương trình từ thiện. Chồng em mới đầu em gặp hiền lắm. Trời ơi, nói sao giờ này còn xuất hiện một người đàn ông trên thế giới này mà sao hiền dữ vậy trời. Giờ nhìn thấy cũng hiền mà. Dạ không đâu, cũng quỷ ma hơn nhiều lắm. Trời ơi, giờ là quỷ ma rồi. Dạ hiền mà nó nói em thấy sao ta ăn hiếp nhiều quá. Xong giống như là tự nhiên em thương người này, em muốn bảo vệ người này vậy đó. Trời ơi, em giống như là người đàn ông vậy đó. Ôi men lắm anh, lúc đó là giống như là hả, ngày xưa mình hay gọi là tomboy á. Trời ơi men lắm, tính cách mà giống như là không chơi phụ nữ, không chơi con gái đâu. Chơi mấy đàn ông không à. Đó, trong cái chuyến đi từ thiện hôm đó thì tụi em có duyên ngồi chung xe, tại cái anh làm từ thiện thì bữa đó là em nhớ là ở Bến Tre. Cái làm cái duyên sao á là bạn này ngồi kế em luôn. Sau cái buổi đó thì về thì hai đứa mới tìm hiểu, hai đứa nói chuyện, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên á là cái tính tốt rồi đó. Nói chung là tốt tính mới đi từ thiện đó. Trời ơi, em thử ông này. Đi từ thiện xong ghé được cái chỗ đó là mình được mua mấy cái đồ mà đặc sản đó anh, để đem về. Trời, hôm nay vợ mới nhớ nè. Ông dẫn vô ông hỏi em ăn kem không? Em nói dạ ăn. Rồi xong cái em tưởng đâu là hả, đàn ông ghê lắng bao mình. Em mua quá trời đồ luôn, em thử ông này sao có mê gái không nha. Ai ngồi đâu hồi em ra em trả tiền quá trời trả luôn. Ông trả đúng một cây kem mời em thôi. Rất là rõ ràng luôn. Tại vì sao như ông nói ông mời em mà. Dạ không có mê gái. Em nói ông này được nè, không có mê gái tôi ok. Không có bị bệnh mê gái. Dạ đúng rồi đó. Dạ. Gái này á là tính ăn cây kem xong rồi tính thử á là xử nguyên một mớ đồ anh có trả hay không. Dạ đúng rồi đó. Không trả là ok. Tại sao em không ga lăng mà em chỉ trả có một cái kem thôi? Mua xong rồi cái em ra em tính tiền. Thì cái đó thì em tính tiền trước, còn bạn này bạn đi lựa bạn mua đồ sau đó thì em đâu không có để ý. Thì bạn mua đồ sau, bạn mua quá trời, bạn ra thì lúc đấy thì xe chạy rồi thì em mới thấy xe chạy thì thôi em lên xe em ngồi. Thì bạn cái sau bạn tưởng em chờ bạn tính tiền cho bạn, cái bạn đứng bạn nhìn em hoài. Lúc đó là em cũng chưa biết là bạn thử lòng mình đâu đúng không? Tất cả mọi người là ai mà thử lòng em là em không biết gì. Ráng chịu đó. Bao lâu thì bên nào mới tỏ tình cho đằng kia? Tụi em quen nhau chính thức là trong từ cái hôm từ thiện đó về chắc khoảng 6 tháng. Và em công nhận nha, đúng là hình như nói mà khi mà mình gặp người đó nói khi nào mình thích người đó mình không biết, nhưng mà tự nhiên em cảm giác như là khi mà ông này ổng đi quay MV á thì á không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi, tự nhiên em thấy em quạo, em bực, em khó chịu luôn. Thế rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Không bao giờ mà chính thức nói là mình yêu nhau nha em hay gì đó, không có. Hiền lắm. Nhưng mà sao tụi em lại nhớ được là sau 6 tháng là tụi em chính thức yêu nhau? Nó có phải một cái mốc nào đó. Dạ, có một cái sự kiện là lúc đấy Vân đang đi hát nhóm. Nhóm Vân là nhóm Olala. Dạ. Dạ ngày xưa em gặp anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em nhỏ anh không nhớ. Chúng đồng 1, 2, 6 là nhiều lắm. Thì cái thời điểm mà em gặp Vân thì cái show nó ít rồi.
đó, cuộc sống khó khăn hơn. Sau đó thì các bạn mới là rã nhóm. Thì em mới kêu là thôi bây giờ bà về đây cho tôi làm cho. Đó là em mới bắt đầu em làm sản phẩm đầu tiên cho Vân. Sau 6 tháng thôi mà mình đã tìm được nhau đó, phải không? Dạ, đúng mà rồi. Có thể hiện không? Lần đầu tiên là ở Rạp Hát Hòa Bình lúc 3 giờ sáng. Đi đầu bàn sáng luôn đó, kỷ niệm mà em cũng nổi da gà với bạn này nè. Sao? Đó là bạn này bạn ấy đi diễn chung ở Long Khánh về. Chị biết cái đường Long Khánh về thời điểm đó họ đi chung với một chị ca sĩ nữa. Suốt cái quãng đường mà chạy từ Long Khánh về đây là chắc khoảng 2 tiếng đi xe máy. Trời ơi em lo mà em lo em ngủ không được luôn á. Lúc là 12 giờ mấy 1 giờ diễn xong. Về tới nhà hát Hòa Bình 3 giờ sáng rồi. Cái em nhìn em thấy thương quá. Thì lúc đó là hôn cái. Đó, à, là, vậy đó hả? Ở đó là nhát Hòa Bình nhớ hoài cái cảnh đó luôn. Và sau khi mà quen em là em không bao giờ em cho đi cái kiểu đó nữa. Tại vì á, mình con gái anh mà giống như ngày xưa mình không có nổi tiếng, mình là ca sĩ trẻ nó mình hát, rồi đi hát tỉnh sợ mấy cái ông vậy đó dê lắm, kiểu như là thấy con gái mới lớn mưng mởn à, mấy công vụ em sợ lắm, giống như không ai đụng được vô em đâu nha, nhưng mà thấy ông này hiền á, cái mình cảm giác là mình tin tưởng được, là không có vồ vập, không có là mình thấy ghê sợ vậy đó. Thì em mới thương anh này như mới thấy có niềm tin. Dạ đúng rồi, em không ăn không thôi. Vậy thì cái lần đầu tiên là ai ăn ai trước? Em nhớ là ăn cái chứ sao mà ai ăn ngỏ lời ăn trước. Ừ, à, em phải nói rõ văn phong mình. Cái thời gian đó là tụi em đi khách sạn hoài luôn. rất là thiệt thà đúng không? Có sao nói vậy người ơi. Đó, không, nên là một công đôi việc tại vì tụi em đi diễn nhiều. Đi diễn ở khách sạn không mà anh. Bây giờ lửa gần rơm thì lâu ngày cũng phải cháy thôi. Không lẽ giờ người con trai, người con gái vô khách sạn hai đứa nhìn nhau. Hai đứa là quen nhau mấy năm rồi cưng? Tới thời điểm này thì tụi em quen nhau là 9 năm rồi. 9 năm. Là dạ. cưới bao lâu rồi? Tụi em vừa mới cưới ngày 1 tháng 3 năm vừa rồi. Thì tụi em là đến với nhau từ hai bàn tay trắng luôn. Xong rồi sau đó gặp nhau rồi cố gắng làm tất cả mọi thứ. Mà em cũng may mắn ở một chỗ là tổ thương và khán giả cũng rất là thương em. Thì sau khi em ra được cái bài thứ hai là Yêu Là Phải Thương, thì bài đó là cái bài mà đình đám nhất của em. Thì lúc đó là coi như là chứ cuộc đời lên hương. Lên hương là dạ. Hương là chồng sáng tác. Dạ em chồng luôn. Em viết luôn. Dạ. Hòa âm phối khí luôn. Dạ. Thực hiện luôn. Quay dạ, video clip luôn. Dạ. Móc ống hết anh. Mới đầu dạ. Là tụi em bán hàng, nói thẳng là kinh doanh online thêm. Lúc đó trời ơi khổ lắm. Em nhớ lần đầu tiên nha, xong rồi kinh doanh là em bị bơm hàng. Trời ơi, ổng vừa chở em đi hát còn vừa chở em đi ship hàng nữa. Em mới về bị bơm hàng, em nói với anh Phong, em nói với chồng em, chết rồi chồng ơi, mất hết tất cả rồi, trắng tay rồi, phá sản rồi. Cái gì mà dữ vậy? Ủa mà có 300 ngàn. Trời ơi, người ta đặt có 300 ngàn rồi. Nhưng mà anh biết sao không? Giống như giả tất, nhưng mà giống như mình không có vốn nhiều. Người này đặt cái này thì mới đi ra lấy. Chứ không có kiểu bây giờ mà lấy hàng sẵn nữa. Trời ơi, khổ quá, đi hát về có được tiền. Ví dụ như 400-500 vậy đó. Xong rồi cái em đi lấy hàng em bán, trời ơi nó nở lòng này nó bơm hàng em. Trời ơi em về em bắt mặt xuống giường em khóc, em nói em này chồng ơi, trời ơi mất hết tất cả rồi, phá sản rồi trời ơi. Có hàng chỉ giá có 300 ngàn thôi đó. Dạ phá bơm hàng em. Thật ra có như cái vốn của bà là 310 ngàn đó. Dạ đó. Bây giờ là bơm khóc có 10 ngàn thôi đó. Cái xong chồng em nói thôi bà ơi, của đi thay người, còn người là còn của. Chính vì vậy mà sau đó mới có một bài hit. Dạ. Ai mà động tới kim ngân của bạn này là không thể nào mà động được hết. Wow. Là giống như cái két sắt giữ tiền của em nè. Rồi bây giờ thì sao? Kinh khủng lắm. Bây giờ thì còn hơn vậy nữa. Rồi sẵn đây bây giờ mình tới luôn đi. Khui đi. Bây giờ mình khui luôn đi. Tật xấu đó. Đi. Tật dạ. Xấu của ấy là gì nè? Tật xấu thì bạn này bạn có cái tính là cũng là tính đàn ông nữa. Ví dụ để tự giác làm thì không sao đâu. Mà ví dụ em thấy cái nhà dơ quá đi. Em kêu bà ơi cầm cái chổi quét nhà đi, là hồi cái chổi bà vô em luôn. Xong rồi cái dập như nè, chổi đi mà muốn sập cái nhà luôn á, lên lầu không làm luôn. Kêu, không làm luôn, chỉ không cần mà kêu luôn. Đi nhẹ lại thôi là thấy cảnh luôn. Dạ. Bình thường á, ví dụ như em thấy đi, em sắp xếp hết tất cả mọi thứ, em làm giống như là cho em gom từng một hột bụi một luôn, nhưng mà đến khi em làm biến lên rồi á mà kêu bà ơi quét nhà đi, hay bà ơi lau nhà đi, có mơ không có chuyện đó đâu nha. Sếp vô cái tính gì ta? Tính bị quạo, tính nóng bị kỳ tính hả? Dạ. Căng ha, cọc
cần. Dạ, nóng tính. Nóng sản. Dạ, nóng tính đúng rồi đó. Còn gì không nè? Nữ công gia chánh, may giá tiêu thùa. Trời biết nấu ăn, biết biết làm gì. Cái đó là... Thôi ăn được kêu. Tuyệt đối luôn. Cái gì? Dạ. Hỏi nhà ăn uống thì sao? Bây giờ hồi nấu rồi. Mà ngày xưa á, em nhớ thời gian lúc đầu em quen á, là có một cái món mà tới 9 năm nay chưa giờ em ăn lại món luôn. Món ngon lắm á chồng. Trời ơi, em sợ mà giống như món đó, giống như mấy món kinh dị vậy đó. Là... Trời ơi, em lên mạng em học đàng hoàng chứ bộ, mình cũng muốn chăm sóc người mình yêu như thế nào. Tại vì nhỏ giờ mẹ em toàn nấu cho em ăn không à, có mình em mà cưng lắm. Món canh cà trứng. Em ăn một lần là anh tin không, là một cái vị đó là có nhiều trứng là cho vô hết luôn á. Vậy là canh trứng rồi. Đâu trứng gì đâu cả. Trứng một cái nồi vậy nè, có hai đứa ăn vào một cái nồi. Trời ơi, em ăn mà ăn cả ngày cái nồi đó mà tới giờ em không dám ăn lại luôn. Bây giờ là nấu ngon rồi, lần nấu là coi như là good rồi. Còn cái gì nữa? Cái lộn thì bạn này là giống như độc rác, còn em thì em im lặng em ngồi em nghe là xong rồi. Cái em đi chỗ khác, coi như mình có muốn dừng cái câu chuyện đó ở đó đi, mình không muốn tranh luận nữa. Thì em đi chỗ khác thì cái hồi bạn không thấy em, cái bạn gọi điện bạn nói nữa. Dạ, là tới khi nào mà cảm thấy là cảm thấy là hài lòng vậy thôi, cảm thấy là chỗ cúp máy khóa máy luôn xong. Dừng, em khóa máy luôn đó, em vô phòng ở một mình luôn, để em ở ngoài luôn, em đập cửa phòng. Xong rồi ngoài luôn. Dạ. Xong rồi cái trả lời là em là nói thôi bây giờ để cho chồng ngủ đi, vợ đừng nói nữa. Xong rồi đập cửa phòng luôn, xong hồi mở cửa cho em vô. Không có giận nhau quá ngày luôn. À. Dạ. Thôi vậy là được rồi. Mà bị nhây đó. Nói dạ đúng mà rồi đó. Nhây dạ nói đúng. Nói chính xác. Nó không sẵn nói nhây. Đó là hai tính xấu của cô này. Dạ. À. Còn anh này thì sao nè? Phải em đó Vân. Trời ơi, chồng em không có tính xấu. Không, em cũng có rất là chỉ nóng tính. Có là nóng tính với lại kỹ tính khó tính thôi. Thì nhưng mà nóng tính thì mỗi lần kia nhau lỏng ra chiều mà. Chồng em không có tính xấu, nó kể một hồi là chồng nhiều lắm. Nóng tính. Ba cái. Ủa nhưng mà em nghĩ mấy đó nóng tính gì? Nóng tính là kỹ tính nè, khó tính. Dạ đúng là rồi. Ba cái. Đâu, ví dụ như bây giờ nè, cái khó tính là cái gì nè? Dạ khó tính trong công việc. À. Ôi công việc em khó lắm. Công việc là trời ơi em khóc trong phòng thu hoài luôn. Ôi, bình thường trong cuộc sống thì em lại không có cái tính đó nha, nhưng mà khi mà đụng tới công việc cái hồi là trời ơi, em khó tính lắm luôn á, em dễ quạo lắm. Dạ. Còn kỹ tính thì sao? Kỹ tính cũng trong công việc luôn. Nói chung là cái cuộc sống ở ngoài bình thường anh Phong, em muốn làm gì làm dễ lắm, không sao hết trơn á. Còn mà đụng tới công việc thì lại rất là khó với em. Nhiều kỹ nha, đồ em mặc hôm nay chồng em lựa luôn. Lựa em mới được mặc. Đó. Rồi á, đồ diễn em cũng vậy, chồng em lựa luôn. Tất cả mọi thứ, thiết kế đồ, đưa mẫu cho người ta luôn, để thiết kế cho em luôn. Bạn này bạn kể có bơi, cái gu của bạn ấy không phải là trên sân khấu. Đó, là lên sân khấu mà trong khi đó khán giả ở mình đi tỉnh nhiều, khán giả ở tỉnh thì họ lại không phải lấp lánh kim sao học lộ. Vậy đó, mà mặc đồ mà ai chê, bầu xô chê là gọi điện em mà, chửi em không à. Rồi coi như là tất cả những cái chương trình gì mà bạn ấy tự lựa đồ á, là coi như là em coi như là phải xong hết, mà về là em là em bị sai quá hết. Sai đó, em sợ quá thôi. Bây giờ từ em cái đó là em ôm luôn. Rồi bây giờ là em là hiện tại là manager nè, stylist nè, viết nhạc, tài xế, bấm đĩa, ô xin rồi nói chung là chỗ hồi bà hồi là em bà vú ở nhà bà vú chăm đó. Vậy ở nhà nấu cơm em ăn luôn, nấu cơm rất là ngon, nấu rồi ăn rất là ngon luôn. Tại vì sao, khó tính quá tự nấu đi chứ giờ sao giờ. Hai đứa con bé chưa? Dạ chưa. Rồi mai mốt đi đây rồi là ông vú luôn. Anh chưa lo luôn hai đứa luôn. Có mong muốn chồng thay đổi gì không? Có bớt kỹ hay bớt khó hay là bớt nóng không? Dạ không, chồng em tốt lắm. Gì vậy luôn phải không? Dạ đàng hoàng lắm. Tại vì bây giờ thay đổi mai mốt sao làm bà vú cho con mình. Dạ đúng rồi. Trời. Còn em có muốn bạn này thay đổi gì không? Riêng em thì em muốn bạn này sao chồng coi cho được nha chồng. Uy hiếp quá. Ở đây em không biết tối có phòng ở lại. Sao không? Em thấy lo. Không nói chứ thì các bạn này đối với em là rất good rồi. Còn duy nhất một cái vấn đề thôi là bạn ấy không biết tự trưng diện với mua sắm cho bản thân. Rồi em kêu là thôi bà đi shopping đi, bà đi mua đồ đi, mà 10 lần đi là mua đồ cho em không à. Okay. Em chỉ mong là sau này bạn đi mua nên biết chăm sóc cho bản thân mình. Để đi đâu á cần nữa. Ủa hôm nay vợ mặc đồ gì vậy chồng? Đó bà tự kiếm đi mà. Dạ đúng rồi, em đi đâu gì bây giờ em bị quen rồi đó. Thôi em đi đâu em cũng hỏi là ủa dòng giờ vợ mặc đồ gì vậy?
em đi ra ngoài đi ăn em cũng hỏi, em đi gặp ai em cũng hỏi là vậy hôm nay mặc đồ gì cho nó hợp. Chứ rồi nó giống như thành một cái thói quen vậy. Em mong muốn là bạn này tự luôn á hả? Dạ. Sao tự được? Tự rồi xong bị fail nữa. Thì nói tóm lại là cố gắng là những cái đồ mà về diễn thì em phải làm stylist là em phải chịu thôi. Phong muốn em phải mạnh mẽ, có những lúc á mà mình phải tự quyết định mọi thứ chứ không là mình cứ cái thói quen mà để người khác quyết định cho mình rất là nguy hiểm. Không, ngày xưa em mạnh mẽ lắm nha. Lúc mà hai tụi em lúc mà khổ á, mà em không biết sao càng ngày giống như là bị thay đổi năng lượng vậy đó. Em lật qua hết cho anh Phong, còn anh Phong bây giờ là giống như bù đắp lại hết cho em luôn. Vậy là thôi bắt đầu từ bữa nay đổi đi 50-50 nghe em. 50-50 trở lại như vậy. Yeah. Ok. Yeah. Rồi, xin cảm ơn hai em. Rồi, dạ.